Hello everyone. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cô và các bạn sẽ tìm hiểu vị trí của quả bóng như thế nào so với một chiếc hộp nhé. Đầu tiên, cô giáo có một quả bóng, các bạn hãy cùng phát âm theo cô nhé. Ball. Ball. Quả bóng, ball. Và một chiếc hộp, box. Box. Các bạn hãy nhìn xem quả bóng đang ở vị trí nào? Nó đang ở trong chiếc hộp. In. In. Bên trong. In the box. Bên trong chiếc hộp. Where is the ball? Quả bóng ở đâu nhỉ? It is in the box. It is in the box. Nằm ở trong chiếc hộp. Còn bây giờ, quả bóng đang nằm bên trên cái hộp. Thì chúng ta có từ on, on, bên trên. On the box, bên trên chiếc hộp. Where is the ball? It is on the box. Quả bóng ở đâu nhỉ? Nó ở bên trên chiếc hộp đấy. Và bây giờ, nó đang nằm ở chỗ nào nhỉ? Nó đang nằm bên dưới cái hộp. Nằm bên dưới chiếc hộp chúng ta có từ under, 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 under the box, under the box, bên dưới chiếc hộp. Where is the ball? It is under the box. It is under the box. Như vậy là chúng ta đã vừa học về ba vị trí đấy. Bên trên, bên trong, bên dưới. Các bạn hãy nhớ nhé. In, on, under. Chúng ta sẽ ôn thuộc bài ngày hôm nay nhé. Goodbye.